Thiên Khôi xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube video đầu tiên của Thiên Khôi, Thiên Khôi Channel Number One. Và hôm nay mình muốn giới thiệu mình đến tất cả mọi người đang xem video này. Mình tên là Thiên Khôi, năm nay mình 14 tuổi và mình sinh ngày 9 tháng 6 năm 2005 và mình học trường AS American International School. Yeah. Và hôm nay để chúc mừng và celebrate cái video đầu tiên của mình thì mình sẽ giới thiệu em gái của mình, đây là Mai Khôi. Và Mai Khôi và Thiên Khôi tên giống nhau ha. Mai Khôi và Thiên Khôi đây, và Mai Khôi và Thiên Khôi mới ăn pizza của The Pizza Company. Và như các nhà thấy Mai Khôi rất là béo phì, mới ăn xong béo phì như là một trái bong bóng luôn á, mà ngồi đây mà Thiên Khôi muốn bay lên trời luôn, trời ơi. Nên mình sẽ làm một món trà trái cây để thải ra tất cả chất độc như là mỡ nè và rất là nhiều chất độc hại khác. Như các nhà đã thấy, hôm nay mình có ba chiếc táo MV rất là ngon. Thơm ha. Thơm gì? Ôi. Và mango là xoài. Ê. Như các nhà đã thấy, mình đã chặt ra từng khúc và rất là sạch sẽ, rất là đẹp, rất là nhìn mà Thiên Khôi muốn ăn liền luôn á. Nè, thử coi. Thơm đúng không? À. So yummy. Và đến với nguyên liệu thì mình sẽ có siro dâu đến từ France, mình sẽ có mật ong rất là ngon, và đây là đá xay như là thường thôi, đá xay. Và không thể thiếu được một nguyên liệu rất là quan trọng, đó là trà matcha. Đây là loại những cái hương liệu nó hòa lại với nhau đó. Và mình sẽ có hai cái ly, hai cái tô để cho mình mix, mình trộn với nhau, và như là nước sôi thôi để cho mình đun trà. Và mình sẽ bắt đầu nhé. Hey. Bước đầu tiên mình sẽ đun trà 5 tới 10 phút và đi mình sẽ đổ nước sôi vào. Thôi đổ đi. Này, kéo mình đúng không? Yeah. Nhìn chứ? Yeah, ok. Tôi sẽ đổ nước sôi vào nhé. Và mình sẽ quay lại. Và bước 2 thì mình sẽ xớt cái cây ra cho hai bên tô nó đều. Đây. Hôm nay sẽ để Mai Khôi dớt ra nhé. Đây. Mình sẽ dớt nửa phần xài qua bên cho Mai Khôi. Giữ nhiều hơn nha. Khôi là mình sẽ đéo phì đó. Lê và xoài tổng hợp rất là combo, rất là ngon. Sao không khí hôm nay im lặng quá ta? Chắc trong đây có một người bị khác đó. Thôi hát một bài cho, mọi người nghe nhé. Hát một bài đi. Mình sẽ vỗ tay vào để khi con mở nhạc nhỏ lại. Ok. Mình hát bài gì đi? Học tiếng mèo kêu. Học tiếng mèo kêu đó. Cả nhà nghe Mai Khôi rồi đó, học tiếng mèo kêu. Ok. 1, 2, 3. Hát. Rất là ôi, không khí hôm nay đã quá, thèm quá. Và bây giờ mình sẽ đa bước thứ ba nhé. Trong lúc cái trà nó sẽ nguội thì mình sẽ bỏ đá vào hai bên tô nhé. Mình sẽ để ít đá thôi, tại vì Thiên Khôi và Mai Khôi sẽ dư giọng, tại vì Thiên Khôi và Mai Khôi hát rất là nhiều, hát không được cái giọng, đừng có để cái giọng nó mất nha, nên sẽ để ít đá thôi. Úi dồi, trời mới nói xong là cho ít đá thôi mà giờ lại cho nhiều đá. Ê. Và chắc Thiên Khôi nghĩ là trà nguội rồi đó. Đây, mình sẽ lấy cái bình, lấy bọc trà ra. Cái phòng tay để ở bên kia. Trà nó vẫn chưa nguội ta. Hay là bây giờ mình sẽ để đá vào cho cái trà nó nguội nhanh hơn nhé. Đây. Đây. Đá. Đừng có để nhiều quá nha, vì để nhiều quá nó sẽ tràn. Đó. Và nó sẽ nguội trong vòng khoảng 7 đến 8 phút nữa. Đây. Và trong lúc thì mình chờ nó nguội thì mình sẽ để mật ong. Rất là yummy mật ong. Đó, làm lại coi, làm lại cái
đó, mật ong làm lại 1, 2, 3 y mật ong rất là ngon. Trời ơi, uống hết cái này chết chết luôn. Đây, sẽ đầy lại nhanh lắm. Và Thiên Khôi, để Thiên Khôi thử nghiến coi, thử coi trà nó nguội chưa. Trà nguội rồi, rất là ngon. Sao nhìn nó thái hoài vậy á, thêm à. Và bây giờ mình sẽ đổ trà vào để cho cái xoài và cái lê nó ngấm cái nước trà matcha vào. Đây, mình cứ để cho nó tràn. Mình sẽ để thông minh. Và bây giờ hai cái quậy nhá. Bây giờ Mai Kho quậy cái tô của Mai Kho, anh ơi quậy cái tô của hai này, muỗng của Mai Kho nè, này đây quậy lên. Nó hòa quyện vào nhau rất là ngon. Đúng rồi, nó rất là ngon. Nó là vị dâu, nó làm cho nó ăn nó ngọt ngọt như dâu. Quảng cáo hoàn hảo của Mai Khôi. Tuy nhiên nó là dâu nhưng mà nó đem lại vị ngọt như dâu. Rất là một câu nói rất là thần thánh của Mai Khôi nè. Bây giờ mình sẽ thử một miếng nữa nha. Bây giờ mình sẽ thử miếng với xoài đi, tại xoài đây nhiều lắm. Xoài và lê à. Sẽ mở vào nha. Ok, 1, 2, 3. Rất là ngon. Tất cả, và bây giờ là tất cả cái chất độc hại nó đã thải ra. Rất là, khi con cảm thấy rất là mạnh khỏe. Và cái những cái nguyên liệu như là xoài nè, lê và táo nó giúp mình với da, giúp mình với rất là nhiều cái cơ thể. Và Thiên Khôi thì nó giúp Thiên Khôi đẹp da, làm cho Mai Khôi giảm cân. Thì tất cả cái làm cho Mai Khôi giảm cân. Thì tất cả cái nguyên liệu này đã khôi phục được hai người. Cái nhà đã làm chưa? Nếu cái nhà đã làm rồi thì cái nhà hãy xuống dưới comment là đã làm rồi hoặc là Mango để cho Thiên Khôi shout out nhé. Nếu video này được hơn 30 like thì Thiên Khôi sẽ làm một cái video khác nấu ăn với Mai Khôi. Và tập tiếp theo của mình sẽ làm gì ta? Pizza hay là hamburger ta? Pizza hả? Thì hãy 100 like ở dưới nhé, nha. Bye bye.